chiều ngày 5 tháng 10 tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đến dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Nguyễn Huy Tiến, Nguyễn Duy Giảng, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo vụ tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã công bố quyết định của viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đào Thịnh Cường, kiểm sát viên cao cấp, phó vụ trưởng vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội kể từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Trao quyết định và chúc mừng đồng chí Đào Thịnh Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đồng chí viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí khẳng định đồng chí đào thịnh cường là cán bộ có năng lực dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh trong công việc trong thời gian trên cương vị là phó vụ trưởng vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế viện kiểm sát nhân dân tối cao đồng chí đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đạt nhiều thành tích nổi bật Việc lựa chọn đồng chí Đào Thịnh Cường đảm nhiệm chức vụ viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với sự đóng góp, cố gắng của cá nhân đồng chí. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác xây dựng ngành nói chung, củng cố kiện toàn tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị nói riêng. Đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Đào Thịnh Cường cần tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, bản lĩnh của người kiểm sát viên trong đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, quan tâm đến công tác cán bộ, củng cố hệ thống Viện Kiểm sát Nhân dân cấp quận huyện, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí đào thịnh cường bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến sự tin tưởng của ban cán sự đảng lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tối cao và ban thường vụ thành ủy hà nội đồng chí xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện về phẩm chất đạo đức bản lĩnh trình độ chuyên môn phát huy năng lực của mình gương mẫu trách nhiệm phát huy truyền thống của đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương chủ động sáng tạo hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin tưởng của ban cán sự đảng lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tối cao dành cho đơn vị và cá nhân đồng chí